Hải, hợp lý á. Sao mà củ đây? Chờ thì buổi sáng mà người ta phải ăn sáng chứ. Mày gặp hết cái ruộng cà rốt của tôi luôn hả? Đúng rồi. Trời ơi, đồng chết, trời ơi. Và hello và chào mừng bạn quay trở lại với channel của mình là Mr. Vin đây. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả một cái video mini world nữa của mình. Và trước khi bắt đầu video này, các bạn nhớ để lại cho mình một like, một subscribe cũng như qua channel của Timmy TV, Phong Cận TV và của Camui TV để ủng hộ cho không phải bộ ba bán đạo các bạn ơi, mà là để ủng hộ cho Hero Team chúng mình nha. Ok, và bây giờ cho các bạn có 5 giây làm điều đó. 5 4 3 2 1. Hôm nay thì bạn nào đã like video và qua channel của Camui TV để ấn subscribe cho Camui thì các bạn nhớ để lại phím số 6 nha. Còn bây giờ chúng ta bắt đầu video ngay thôi nào, let's go. Ok, thì hôm nay ngày đẹp trời thì có lẽ mình sẽ gọi là chạy đi ra ngoài để xem có gì hay không, để mình tìm ra. Phong ơi, Phong Timmy ơi, hôm nay mọi người đi vắng rồi sao ta? Ok, chả sao cả, có lẽ là hôm nay mình sẽ làm một buổi gọi là đi bắt cá đi. Mình sẽ làm gọi là buổi cắm trại cá nướng để chờ cho Phong Cận và Timmy TV quay trở về. Thì chúng mình sẽ làm buổi cắm trại cá nướng nha các bạn. Ok, và bây giờ nhiệm vụ của mình là mình phải bắt một ít cá đã. Ở đây có rất nhiều cá này. Mình sẽ chuẩn bị, mình đã chuẩn bị hòm và vợt sẵn rồi. Mình sẽ để cái hòm của mình ở trên này đi. Đó, để trong này, và mình sẽ xuống đây mình bắt cá nha các bạn. Ok. Trời ơi, dưới này nhiều cá quá, trời ơi, toàn cá xanh. Mình đặc biệt lần này mình chỉ nuôi cá xanh nha các bạn, mình không nuôi cá vàng nha. Mình không có bắt cá vàng nữa mà mình chỉ bắt cá xanh thôi. Còn màu xanh giống màu của ai thì các bạn tự hiểu nha. Ok, trời ơi, quá trời đất cá luôn các bạn ơi. Đó, trời ơi, bao nhiêu cá này thì ăn làm sao cho hết. Đây, trời ơi, nướng lẩu các thứ này, chiên xù. Nhắc đến thôi mà nước dãi chảy đầy cái hồi. Ok, mình sẽ để cá mình vào đây nha. Rồi, ok. Đó, bây giờ xuống bắt thêm cá nữa này. Đó, trời đất, quá trời đất cá luôn. Trời ơi, nãy bắt được 4 con rồi. Và bây giờ mình sẽ mang lên. Đó, 3 con nữa là trời 7 con. Đó, hấp dẫn. Mang cá lên cất để tối làm cơm chạy thịt nướng. Lên 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 lên. Nên 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 nên. Ồ! Guitar. Các bạn ơi, mình vừa cắt 4 con cá đây mà. Ủa, cá mình đâu ta? Guitar cấu. Chắc là hôm qua mình gọi là mình ăn nhậu với cả Phong Cận xong mình bị quên mất rồi. Không sao, mình có 3 con, bắt thêm 7 con nữa là 10 con. Bắt thêm mới. Đó, bao nhiêu cá này ăn sao cho hết, trời ơi. Cả tiền ăn tiêu cho bằng hết, ném mấy con cá cho mày chết, cho mày chết, cho mày chết. 5 6 7. Ok các bạn ơi, chỉ bắt 7 con thôi là chúng ta đủ 10 con rồi. Và chúng ta sẽ mang về làm cắm trại thịt cá nướng nha. Chúng ta bắt vừa thôi, bắt nhiều cá thì nó không có con cá để mà nó sinh sản. Ê. Rõ ràng ban đầu mình bắt được 4 con cá, xong rồi mình bắt được 3 con cá, mà cá mình nó đi đâu hết ta? Cấu. Không lẽ nào mà cái hòm này là cái hòm mà nuốt cá của mình ta? Mình nghi lắm ta. Thôi được rồi, ông có cách rồi. Các bạn ơi, mình có cách rồi, bây giờ mình sẽ rình nha các bạn. Đâu gì sẽ rình xem nào là cá mình nhá. Đây, mình sẽ núp vào đây. Mình sẽ núp đây các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ xem có đứa nào ra cũng nha. Chúng ta núp, chúng ta nhìn dưới mặt nước các bạn, nhìn dưới mặt nước. Đó, đứa nào ra ta? Thở nhanh lên. Để mình gần hết bóng thở rồi. Có bóng. Ông bắt được mày rồi. Mày lấy cá tao. Mày lấy cá tao. Mày lấy cá tao mày. Dân con này ở đâu đến? Trộm cắp dài đến lấy cá tao. Khai nào. Em là fan hâm mộ của bộ ba bá đạo mà. Thì fan hâm mộ đi ăn trộm cá mày. Cậu thì thích mày chứ sao? Mày khai mau, mày là ai đến? Em đi tìm bố ba bá đạo thì nhưng mà mất đường về rồi. Con bé này nó ở đâu ra rồi đến đây nó xin cá mình nữa. Thế bây giờ đứa nào nhận là fan mình cũng phải cho đồ ăn nó. Thì bây giờ 1 tỷ đứa fan đến nhà tôi phải vét hết cửa nhà tôi đi làm từ thiện hay sao mà bà bảo bằng fan tôi á là phải xem hết video và kích vào quảng cáo để tôi có tiền mua mì tôm ăn nha, chứ không phải là qua ăn cắp cá như bà vô duyên hư cấu. Không tin. Trả lại cá đấy. Nhưng mà em ăn hết rồi. À, trời ơi, 10 con cá ở đâu? Từ từ tao tính nha bà. 7 con cá này cộng với 3 con cá là 10 con cá cộng với 4 con cá là 14 con cá mà nó nuốt hết trong vòng độ khoảng. Nó tóm lại là bà ăn hết cá của tôi rồi, coi như là bây giờ tôi không biết bà là gì, yêu quái phương nào đến bây giờ bà ăn hết cá tôi, bà đi đi. Tào lao à. Nhưng mà em không có nhà ở. Em có thể ở cùng nhà với anh được không? Mình nghĩ mà tao dễ dãi mày. Trời ơi, anh đẹp trai chứ không dễ dãi. Trời ơi, đi đi cưng. Trời ơi, chỗ này không có chỗ cô trai đâu, đi đây. Thôi anh ơi, nhưng mà em làm hết nhà rồi, em không còn nhà để về nữa. Không có nhà để về. Mình rất là hư cấu các bạn nha. Lần nào mình cũng gọi là gặp mấy đứa từ đâu đến nó xuất hiện và nó đòi vô nhà mình ở nhà mình mít như kiểu là cái chạy gọi là trẻ mồ côi ấy. Trời ơi, chắc là thật. Bây giờ nói chung là lại không tiếp tục không có nhà gì. Dạ. Trời ơi, nhà sao chậm chậm. Bây giờ vô bà đưa lại nhà tôi ở đi. Ôi, bên... yeah, cái con khỉ á, bà ở nhà tôi là nguyên tắc là phải sống nghiêm túc ở nhà tôi là nhà có kỷ luật.
nghĩ nhá, 3 sáng mà phải dậy đúng giờ nè, không dậy muộn như Timmy, mà chính là Timmy vẫn dậy muộn ta. Đó, không được nghịch ngợm như thằng con trai cưng à, thì bà tôi mới cho bà ở nhà, còn bà mà tào lao không có cho ở nhà, nhớ chưa? Ok. Rồi ok, rồi bây giờ tốt rồi, rồi tự nhà lại mọc thêm con của nợ nữa bây giờ. Thôi được rồi, bà ở trên đấy đi, tôi ngủ đây, nam nữ thọ bất khưng, tôi ngủ dưới đất được ấy. Thôi cho bà nằm trên giường. Rồi nhìn người bà xanh lét như cái giường luôn. Thôi ngủ đi. Tào lao rồi, sáng giờ chưa được bữa ăn thì đã phải ngủ rồi. Hey. Trời sao phải gì động đất núi lửa nhỉ? Tiếng bắn lửa đâu mà lai vậy? Em nghe thấy tiếng mèo kêu. Mèo kêu như nào? Nó kêu nghèo. Mèo của bà là mèo vi phạm, nó kêu nghèo, con mèo kêu meo meo. Đó đây mày mèo thì bà kêu nghèo. Vẫn nói chung là bà mệt quá, bà trông bà chắc tầm này bà cũng phải mười mấy 20 tuổi rồi, bà con chợ con mèo. Trời ơi, tao cười tao đi toilet 3 lần. Ngủ đi. Tao lao. Đúng mệt luôn. Ngọn tin em trong đêm ngày em ngã. Trời bông nguyên tử chứ. Nhìn nữa ông nói gì bà nói. Ngoài kia hình như có con ma nó chạy qua hay sao ấy. Ma biết chạy luôn, ma nó bay bà, ma nào biết chạy. Không. Không cái mông bà ấy. Ngủ đi. Khóc nữa bà. Ngủ đi. Thôi bây giờ bà nằm đây. Đấy, bây giờ tôi nằm đây cạnh cái giường được chưa? Khỏi sợ, bà nằm đi. Đúng mệt luôn, trời ơi, chỗ tôi cái tôi. Cái gì vậy bà nói? Nửa đêm bà chấm lên đầu tôi chứ ạ? Tôi muốn đi toilet. Bà đi toilet thì bà bây giờ bà đương nhiên là người có ý thức thì bà phải đi xuống như này nè, bà đi một đường vòng á. Xong bà nhẹ nhàng bà mở cửa toilet rồi bà vô, rồi bà vô rồi bà đóng toilet lại, bà muốn đi gì bà nhảy lên đầu tôi, bà có chân hóa không vậy? Bà vô chân hóa vậy? Bây giờ là sao? Tôi sẽ không thế nữa. Chưa thế nữa, tào lao bà với 3 lần một đêm mà thôi, hết 4 lần một đêm mà. Bà ngủ đi. Bà đi. Đúng rồi, nuôi mấy đứa con gái ở nhà mắc bợt rồi mà. Hey. Đừng có nhảy vô đầu tôi nữa nghe. Bà làm đây luôn đi. Thôi làm ở chỗ khác rồi chắc. Mệt quá. Đau bụng quá. Không có ăn gì mà đau bụng của ta. Đi rồi ta lét bực. Cửa đóng rồi. Ê, đi trong đó đi. Đang ở trong. Bà làm gì vậy? Thì hôm qua đau bụng quá, bây giờ đang đi nữa, chờ em trước. Thôi bà đi toilet. Tính nào hôm qua thế thôi, nói chung là bà đi lẹ lên trời. Tôi gần ra tới quần con này. Trời ơi, lẹ lên đi. Còn đang đau bụng lắm, chờ tôi trước nha. Đi lâu vậy bà nói, xong chưa? Chờ lâu quá. Chưa, chờ tôi chút, tôi còn đánh răng chảy đầu nữa. Chờ chút. Đánh răng chảy đầu, bà đánh răng cứ mồm bà mấy chục cái răng bà răng cá mập với sao bà đánh lâu vậy? Ra quần mất rồi. Sao vậy? Cho cái đầu bà ấy. Bà không ra sớm tôi tắc đứt tôi chết rồi. Trời nhịn lâu quá tắc đứt chết rồi. Chắc tao chết rồi. Trời ơi cuộc sống ơi. Trời ơi mày vô chân quá. Trời ơi tao điên. Bà biết một đêm trôi qua với bà mà tôi cảm tưởng nó dài một năm không? Bà làm gì mà một đêm mà thức cái 3 lần nữa thì sáng sớm dậy thì bà cho tôi đi toilet mà tắc đứt bật chất mà quá đáng lắm luôn mà vô danh quá luôn. Tôi nói chung với bà này, bây giờ bà ở với tôi á, bà ở ké nhà tôi thì tôi rất là tốt bụng, nhưng mà những ai ở ké nhà tôi là phải làm việc cho tôi. Bà nghe chưa? Nghe thấy rồi thì bây giờ bà nhìn thấy cái ruộng ở ngoài kia chưa? Bây giờ bà phải ra bà gặt hết cái ruộng ấy cho tôi. Bà gặt hết cái ruộng ấy cho tôi xong bà mang vào đây. Đó, thế thì bà, nó mới xứng đáng để ở đây được. Tự nhiên có người ra việc nhà. Tưởng gì chứ game này đơn giản mà. Gáy, ra làm đi. Đi luôn đây, bye bye. Bye bye con khỉ á, gặt lẽ lên thì đâu. Tự nhiên có đứa vô nhà mình làm phụ. Trời ơi, bao nhiêu việc nhà là cứ như rằng có đứa là mới đến là mình lại có thêm người làm công. Thôi vui. Đúng như là xong chưa? Xong rồi, nhanh mà. Nhanh nhanh. Năng suất được á. Trời ơi, nuôi ở nhà này coi kèo này là nuôi bao nhiêu đứa, là kèo này là không tốn cơm. Trời ơi, lãi. Nó mang ra đây coi. Trời ơi, được á. Trời ơi, quả này kèo này nuôi là lãi ấy. Đâu, bước ca coi. Trời ơi, thu hoạch đường lưng. Đâu, ném. Có đây. Trời ơi, hợp lý á. Sao một củ đây? Thì buổi sáng mà người ta phải ăn sáng chứ. Bà gặp hết cái ruộng cà rốt của tôi luôn hả? Đúng rồi. Trời ơi, chết. Trời ơi,
trong cái guồng này một mình tí mi là ăn như một con heo rồi, giờ ta nuôi thêm con Luffy nữa. Trời ơi, chắc chóng chết. Các bạn ơi, mình không thể nào mình chịu đổi được thêm một phút giây nào nữa. Ok, và cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Và nếu mà các bạn muốn mình làm tiếp tục video về cái bà này, các bạn nào có đồng ý để cho cái bà này bà ở lại không? Bà xuất hiện là mình đã thấy nó có vấn đề rồi nha. Ok, bạn nào thích cái bà Camui là bà ở lại thì các bạn nhớ để lại cho mình phím số 2 nha. Bạn nào muốn mình tiếp tục làm các video về Camui thì các bạn để lại phím số 2 nha. Và có lẽ là trong video sau, bạn nào thích mình xây nhà cho bà ấy thì các bạn nhớ để lại phím số 3 nha. Thì mình sẽ xây nhà cho bà ở, chứ bà ở chung này chắc là làm thêm 5 bữa nữa là mình bỏ YouTube luôn nha. Hôm nay mình cọc ấy. Cảm ơn mọi người nha, ok, bye bye nha.